Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hôm nay chúng ta cùng nhau học lời Chúa ở trong một cái câu kinh thánh. Tôi nghĩ đây là một câu kinh thánh rất quen thuộc, chúng ta được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Nhưng luôn luôn sẽ là mới, bởi vì sao? Bởi vì đó là tấm lòng của Đức Chúa Trời, Ngài muốn chúng ta là như thế. Xin chúng ta cùng mở ra ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 15 câu số 5-18. Chúng ta đọc chung với nhau câu thánh này hai lần. Hồng Y mắt rõ hơn chưa? Thì mình đã được nó được giải cứu rồi là mắt là phải rõ thấy rõ. Rồi chúng ta cùng nhau đọc câu kinh thánh này hai lần. Xin bà chị em chúng ta khởi sự. Câu thứ nhất đoạn 15 câu số 58. Xin bắt đầu. Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn. Vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Chúng ta đọc lần hai. Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn. Vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Dạ, xin cảm ơn tất cả quý vị. Chúng ta ngồi xuống. Ở đây chúng ta thấy cái sự kết thúc của chương 15. Sứ đồ Phaolô nói là vậy hỡi anh em yêu dấu. Cái từ vậy có nghĩa là nó liên đới đến những gì ở bên trên. Ở trên thì nói như thế nào? Từ câu 54, xin lỗi câu 55. Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Trời đã cho chúng ta sự thắng trong Đức Chúa Jesus Christ. Hay là nhờ Đức Chúa Jesus Christ. Như vậy, vừa kết thúc câu 57 là chúng ta được thắng nhờ Chúa Jesus Christ. Cho nên anh ơi, anh em ơi, hãy làm công việc Chúa cách dư dật. Tại sao chúng ta có thể làm công việc Chúa cách dư dật? Bởi vì sự chết đã bị nuốt mất bởi sự thắng. Bởi vì sự thắng đã hoàn tất ở trong Chúa Giê-xu. Như vậy làm công việc Chúa cách dư dật nó không thể bằng cái năng lực của xác thịt chúng ta để làm công việc Chúa cách dư dật được. Nhưng mà chúng ta phải làm công việc Chúa cách dư dật dựa trên nền tảng đó là sự thắng của Chúa Giê-xu. Cách nay cũng 1-2 tuần là chỗ mục sư Bảy ở trên Bầu Đồn ha, cũng cầu nguyện cho một người chị em và cầu nguyện hoài đuổi nó không ra, và nó nói là gì, nó ở đây nó không sợ ai chứ, nó không sợ Giêsu cũng bà sợ ai đó. Chúng ta nghĩ danh Giêsu là trên hết mà nó không sợ. Thì cảm ơn Chúa, Chúa dùng một người chị em cầu nguyện và Chúa cho thấy cái khải tượng là cái nhà của cô đó nó trên cây đòn dông á, là làm cái gắn cái gì đó. Nó gọi là nó thiếu cho nên phải chen vô. Và cái điều đó thôi mà ma quỷ nó cầm buộc người ta đó. Và thế là vào trong nhà đó cầu nguyện để hủy phá cái công việc đó. Rồi xong cô nó khỏe lại. Như vậy thì mục sư Bảy là các anh em trên đó để làm công việc Chúa như vậy có phải bằng sức của mình không? Có, cũng có sức của mình nữa. Nhưng mà nó không đạt được. Nhưng mà khi Chúa bày tỏ thì làm được. Cho nên công việc Chúa một cách dư dật nó không bằng sức của chúng ta. Cái sự dư dật này không nói về chúng ta đi truyền giáo, không nói về chúng ta làm cái việc này, việc kia. Nhưng nó là tất cả trong tất cả. Bao gồm cả mối quan hệ, bao gồm cả cuộc sống của hôn nhân, bao gồm cả cái mối quan hệ của anh em trong Chúa, bao gồm cả chúng ta đi theo Chúa, bao gồm cả chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời. Tất cả mọi sự chúng ta phải nhờ cậy Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài, nhờ công việc hoàn tất của Chúa Jesus thập tự giá để rồi chúng ta sẽ làm. Và anh em sẽ thấy không mệt mỏi khi chúng ta đi hầu việc Chúa. Có mệt một chút chúng ta vẫn ngồi dậy. Sáng nay cũng vậy. Lên đây tôi thờ phượng Chúa một chút. Tôi đánh đàn thờ phượng Chúa. Thì khi mà Minh Tiến bữa nay học được nghỉ sớm. Và lên đàn thế thôi. Và tôi đi bước xuống. Cái bụng tôi nó đau. Nó quặn và tôi đau. Nó nổi là mồ hôi. Sức mồ hôi luôn. Lã người luôn. Và thầy Bảy đi xuống. Mình sẽ Bảy ghé vào gặp tôi. Nó nói giờ nó đau bụng, mới vừa đau bụng quá nó bị lả người luôn. Thế không sao, anh lên trước đi một chút xem sẽ lên. Thì cảm ơn Chúa một chút thì tôi trở lại bình thường. Thật ra chúng ta không bằng cái sức của mình. Nếu chúng ta bằng sức của chúng ta thì nó cũng có giới hạn, nó có thể đạt được một cái điều gì đó nhưng nó có giới hạn. Nhưng chúng ta đi bằng sức của Chúa thì chắc chắn là chúng ta đi tới sức lực càng thêm lên, bà chị em. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ trở lại cái câu kinh thánh này. Hỡi anh em yêu dấu. Khi Phaolô nói cái từ anh em có nghĩa là gì ạ? Chúng ta có mấy cha? Chúng ta có mấy chúa? Chúng ta có mấy gia đình ạ?
Chúng ta có một, phải không ạ? Khi nói từ anh em có nghĩa là chúng ta là tình cốt nhục của nhau, như là ông Abraham đã nói với ông Lot là gì? Chúng ta là tình cốt nhục. Có nghĩa là chúng ta dù chúng ta là thầy của những người khác, nhưng mà chúng ta cũng là anh em, cùng cha cùng Chúa. Chúng ta là cùng cốt nhục của nhau ở trong Chúa. Cảm ơn Chúa, chúng ta là tình cốt nhục, cho nên là gì? Anh em ơi, hãy làm công việc Chúa cách dư dật. Khi biết mình là tình cốt nhục, khi biết tình mình là cùng một cha, một Chúa, một thân thể, thì ông bà chị em làm bất cứ điều gì không phải làm cho người ta đâu. Nhưng Chúa Ngài chấm công chúng ta vì chúng ta đang làm cho Chúa. Amen. Khi tôi dâng hiến cho anh chị em, hoặc anh chị em dâng hiến cho tôi, đó anh chị em làm cho Chúa. Khi chúng ta cầu thai cho một ai đó, chúng ta làm cho Chúa. Khi chúng ta thăm viếng và nâng đỡ một ai đó, chúng ta đang làm cho Chúa. Và tất cả mọi sự chúng ta đang làm cho Chúa. Đừng nghĩ tôi làm cho mục sư Lâm, mục sư Bảy, mục sư Ví. Không. Khi anh em làm, đó là làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Khi các tôi Chúa đi thăm viếng cũng làm cho Chúa, chứ không phải làm cho anh chị em đâu. Nhưng bởi vì tại sao anh chị em nhận được? Bởi vì anh chị em là gì? Là anh em của nhau. Amen. Cho nên nếu là anh em chỉ là một thân ở trong Đấng Christ thôi, chỉ gọi Chúa Giêsu là Chúa thôi, thì chúng ta còn hơn cả anh em ruột nữa anh chị em. Có bao giờ chúng ta có những anh em ruột nhưng mà chống chúng ta, ghét chúng ta, rồi gây gó khó chúng ta không? Nhưng mà anh em trong Chúa, khi một khi đã gọi là anh em trong Chúa, thì cho dẫu có những cái điều gì chăng nữa, có những ngã lòng, có những thất bại, có những yếu đuối, có những sờn lòng giống như ngày hôm qua chúng ta học, thì chúng ta cũng tạo điều kiện để nâng đỡ anh em của mình. Và làm như vậy cũng là làm cho Chúa. Chúa Giêsu nói khi ta đau, các người thăm ta. Khi ta bị tù, các người viếng ta. Ta đói, các người cho ta ăn. Ta khát, các người cho ta uống. Những người công bình nói, ủa có bao giờ con thấy Chúa đói, Chúa khát, Chúa đau đâu? Bởi vì khi nào ngươi làm cho một anh em ta, tức là đã làm cho ta vậy. Cho nên tôi khích lệ tất cả các tôi tớ Chúa, khi chúng ta đi hầu việc Chúa, hãy làm công việc Chúa một cách dư dật. Và để có thể làm công việc Chúa cách dư dật thì chúng ta cần đòi những cái điều kiện nào đây? Có hai điều ở tại đây mà sứ đồ Phaolô nhắc tới. Xin lỗi anh chị em, cái này nó đi cứ rủ rủ mà. Được rồi. Có hai điều. Thứ nhất là hãy vững vàng. Thứ hai là chớ rúng động. Cái từ vững vàng này ở trong tiếng Hy Lạp là từ hespraeos. Nó có nghĩa là kiên định, vững vàng, không di chuyển. Kiên định, vững vàng, không di chuyển. Rồi cái từ chớ rúng động trong nguyên nghĩa là từ ametakinestos. Nó có nghĩa là không thể dời đi được và không thể bị rúng động. Như vậy cả hai cái từ này mặc dù khác từ nhưng nó lại bổ nghĩa cho nhau. Nó có một cái điều là gì? Nó phải vững vàng, nó đứng ở một cái vị trí vững vàng kiên định, nhưng mà cái chớ rúng động đó là không thể di chuyển. Cái từ chớ rúng động này nó mang cái hình ảnh về nền tảng hay là tảng đá. Căn nhà thì chúng ta có thể di chuyển, nhưng mà tảng đá, cái nền là tảng đá thì chúng ta không thể di chuyển. Bây giờ tôi ông bà chị em dựa trên nền tảng nào để chúng ta thể hầu vì Chúa một cách hết lòng được? Chúng ta có một cái vương quốc không rung động. Ở trong Hebrew đoạn 12 câu 28, chúng ta có phần ở trong cái vương quốc không rung động. Cho nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ, hầu việc Đức Trời một cách đẹp lòng Ngài. Vì chúng ta có một vương quốc không rúng động, vì chúng ta có một nền tảng không rúng động, đó là lời Đức Trời, đó là danh của Giê-xu không rúng động. Bản thân của con người chúng ta có bao giờ không rúng động được không? Khi chúng ta bắt đầu nghe bác sĩ phán một câu là ung thư giai đoạn cuối là chúng ta như thế nào? Rúng động. Sáng nay tôi nói chuyện với lại thầy Vũ ở đây, thì thầy Vũ có nói về cái trong cái khóa học của IBI 22, thì một trong những người mà Chúa cho cái ân tứ đức tin, vận hành ân tứ đức tin, đó là cái Lăng Bó. Em từng có một cái sự vận hành trong ân tứ đức tin và tin cậy một cái xác quyết để sự chữa lành đến, thậm chí người chồng của em chết và sống lại.
Rồi tiếp theo đó, nhiều cái công việc mà Chúa dùng em mang tính chất của về vấn đề phải có ân tứ đức tin để vận hành. Và ngay như ngày hôm trước thì bác sĩ nói là ba của em là bị ung thư giai đoạn cuối. Mọi người đều rúng động, nhưng em đã nói rằng gì? Tạ ơn Chúa, em bình an. Em cầu nguyện và em thấy bình an, làm thấy Chúa cho ba em khỏe dậy. Và với đức tin kiên định đó, suốt từ ngày thứ sáu, xin lỗi, thứ năm, không, thứ ba, đúng là thứ ba. Từ thứ ba cho đến ngày hôm nay là thứ sáu, bác sĩ chỉ có chẩn đoán, chưa có làm được cái gì để giúp cho ba của em. Nhưng mà sáng nay thì ba của em nói rằng là ba của em đã thấy nhẹ ở trong người và đồng thời đã ăn được, trong khi từ hôm thứ bảy tuần trước cho tới ngày hôm nay là mới ăn được ngày hôm nay. Đó là một cái tín hiệu của sự sống. Khi đức tin chúng ta kiên định, vững vàng thì lúc bấy giờ quyền năng của Chúa bắt đầu hành động. Nếu đức tin chúng ta bị dời đổi giống như là sóng biển thì Kinh Thánh nói như thế nào? Chúng ta không thể nhận được điều gì từ nơi Chúa. Đó là một người phân tâm, làm cái gì cũng không định. Cho nên sự kiên định đức tin nó là một cái yếu tố để giúp cho chúng ta có thể làm công việc Chúa cách dư dật. Và khi làm công việc Chúa cách dư dật thì chúng ta không dựa vào cái hoàn cảnh để mà làm, nhưng dựa vào lời hứa của Chúa và điều mà chúng ta tin để chúng ta làm. Mà Đức Chúa Trời Ngài sẽ hành động qua điều tôi vẫn bà chị em tin. Như vậy thì hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật, vì biết rằng công khó anh em trong Chúa không bao giờ là vô ích. Vậy thì làm công việc Chúa cách dư dật có nghĩa là gì? Tôi ví dụ, người ta muốn chúng ta đi một dặm đường, mình đi hai dặm với họ, dư đủ dư chưa? Đủ dư chưa? Tại sao người ta phải cần chúng ta đi thêm một dặm? Đôi khi người ta quá cô đơn, đôi khi người ta cảm thấy bị ngã lòng, đôi khi người ta cảm thấy bị bồn chồn, đôi khi người ta đang gặp những cái nan đề mà cần chia sẻ và tâm sự. Chúng ta có sẵn sàng đi thêm một dặm với anh em mình không? Bao nhiêu người có thể sẵn sàng đi thêm một dặm với tôi? Tôi chuẩn bị đi miền Trung, cho nên em đi thêm một dặm với tôi là đi thành tới miền Bắc. Đi thêm một dặm đó là mình làm hơn những gì mà người khác yêu cầu. Nhưng có những thứ mà chúng ta làm hơn cái điều người khác yêu cầu đó, nó chạy gây ra cái sự mệt mỏi. Chẳng hạn chúng ta nói quá nhiều thì nó làm cho anh em bị mệt mỏi, hoặc là chúng ta kể tội anh em mình, nó làm cho anh em mệt mỏi. Nhưng mà nói làm công việc Chúa, à thấy người kia có gánh nặng, được rồi, tôi giúp, tôi sẽ cùng đi với anh, tôi sẽ cùng đi với thầy, tôi cùng đi với cô, và cần những điều gì, cần cầu nguyện, cầu thai, tôi cùng hiệp một để cầu nguyện. Cần sự tư vấn nào, tôi sẵn sàng có thể tư vấn để hỗ trợ cho nhau. Thì như vậy đó là gì? Đó làm công việc Chúa cách gì? Dư dật. Sứ đồ Phaolô đã gửi thư cho hội thánh Cô-rinh-tô, và ông muốn cho hội thánh Cô-rinh-tô phải làm sao có một đời sống làm công việc Chúa một cách dư dật hơn những điều mà ông mong ước nữa. Vậy thì chúng ta sẽ làm dư dật trong lĩnh vực nào đây? Chúng ta cùng xem lời Chúa ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 8 câu số 7. Chúng ta đọc chung câu Kinh Thánh này. Cô-rinh-tô nhì đoạn 8 câu 7. Xin chiếu lên ạ. Rồi chúng ta cùng nhau đọc nha. Vậy thì như anh em đều trỗi hơn về mọi việc, về đức tin, về lời giảng, về sự vâng lời, về mọi sự sốt sắng, về tình yêu chúng tôi, thì cũng hãy chú ý làm cho trỗi hơn mọi việc nhân đức này. Phaolô khen hội thánh Cô-rinh-tô. Đây là lá thư thứ hai, trong khi lá thư thứ nhất thì ông nói rằng hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn. Và có thể một số người đã làm dư dật, và cũng có thể một số người chưa làm dư dật. Nhưng tại trong đoạn 8 này thì sứ đồ Phaolô đang nói về những điều là họ đã làm dư dật, tức là làm trỗi hơn. Sau cái lá thư kia, sau cái bài giảng kia, thì Phaolô
đã đánh động đến lòng yêu mến Chúa của các tín đồ ở đó. Và bắt đầu họ chuyển động, họ làm công việc Chúa nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn. Và có 5 điều mà ông làm nhiều hơn, và một điều ông, xin lỗi, 5 điều hội thánh làm nhiều hơn, và một điều ông khích lệ hội thánh để tiếp tục làm. Vậy thì cái điều ông làm, họ làm nhiều hơn là gì? Thứ nhất là họ trỗi hơn về đức tin. Cái đức tin của họ được mạnh mẽ hơn. Hồi trước đây họ có thể tin một ở trong cái lĩnh vực nào đó, nhưng bây giờ họ có thể tin nhiều hơn. Không phải là đức tin nhiều hơn, nhưng đức tin của họ trở nên sống động. Họ trỗi hơn về đức tin. Họ yêu mến Chúa, họ làm công việc của Chúa. Cái trỗi hơn thứ hai đó là trỗi hơn về lời giảng. Ông bà chị em có nhìn thấy các tôi Chúa ở các hội thánh, và chúng thấy là mỗi ngày cái lời giảng của họ sâu sắc hơn, mạnh mẽ hơn, dễ hiểu hơn, dễ nhớ hơn và thuyết phục hơn không? Đó là điều chúng ta đáng mừng. Cho nên đây là một cái điều mà chúng ta thấy là nếu như lời của Chúa mà không có thể tác động, không có thể ảnh hưởng được, thì làm sao chúng ta có thể hội thánh có thể tăng trưởng được? Cho nên mỗi một người chúng ta cần phải được mạnh mẽ hơn, hay là trỗi hơn về đức tin, trỗi hơn về lời giảng. Cái điều thứ ba là trỗi hơn về sự vâng lời. Điều này chắc khó phải không ạ? Chúa nói yêu kẻ thù nghịch mình ơi, cái này khó quá. Rồi tha thứ cho kẻ bắt bớ, khó làm lắm Chúa ơi. Có đúng không? Như vậy cái sự vâng lời, tại sao Chúa ngài muốn chúng ta trỗi hơn về sự vâng lời vậy? Bởi vì sự vâng lời nó có giá trị hơn tất cả. Và sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chiến đực. Và nếu chúng ta sẵn lòng vâng lời thì chúng ta sẽ được cái gì ạ? Ăn sản vật tốt nhất của đất. Sẵn lòng vâng lời có nghĩa là Chúa ơi, con vâng lời trong mọi sự. Con vâng lời một cách tuyệt đối. Con vâng lời trong ý muốn của Ngài. Con vâng lời trong cái dòng chảy của Ngài. Con vâng lời trong sự chỉ đạo của Ngài. Cho dẫu cái điều đó có thể con không hài lòng, nhưng mà con cũng vâng lời. Tôi nhớ có một lần kia tôi được mời để giảng cho Hiệp hội Thông Công ở miền Tây. Và tất cả lần toàn là mục sư truyền đạo. Chỉ có một phần nhỏ là nhân sự và con cái Chúa. Và cái người mời tôi giảng kêu là giảng về cái sự hiệp nhất, chị một. Thế là tôi soạn bài giảng về sự hiệp một. Và tôi soạn bài giảng sự hiệp một xong, tôi và vợ tôi, chúng tôi đi đến để thờ phượng Chúa ngày hôm đó. Tôi bước vô và tôi nhìn thấy cái ông không hiệp một ngồi đó. Cái ông từng hầu vị Chúa với chúng tôi, từng làm chức vụ với chúng tôi, nhưng mà đi ra là kéo thêm một đống đi hết. Tôi gặp tôi cũng bắt tay, xong tôi lên tôi nói với Chúa, con đổi đề tài. Dạ. Tôi nói rằng con đổi đề tài Chúa ơi. Bắt đầu tôi tìm những cái bài giảng tủ, tôi tìm bài giảng tủ để mà tôi giảng. Khi bài giảng tôi đã chuẩn bị rồi, nhưng mà kể cả tôi khi tôi đứng lên để chuẩn bị để giảng lời Chúa, thì trong tâm trí của tôi vẫn nói với Chúa, con đổi đề tài, con đổi đề tài, vì con không thể nào giảng bài giảng này được. Bởi vì nếu con giảng bài giảng này con thực hành. Tôi đâu tìm những bài giảng, không có một cái tín hiệu nào trỗi lên ở trong đầu. Đối với các tôi Chúa giảng là chúng ta biết rồi, khi mà Chúa cho một tín hiệu là chúng ta biết Chúa muốn chúng ta giảng cái đó. Dù chúng ta bao nhiêu bài giảng chúng ta soạn đó, nhưng mà chúng ta có cái tín hiệu thì Chúa kêu chúng ta giảng cái bài giảng đó. Và tôi đốn bà chị em, nếu mà Chúa đã kêu chúng ta giảng cái bài giảng đó rồi, đốn bà chị em tìm cái bài giảng khác mà giảng được sức dầu tôi khen á. Tại vì sao Chúa muốn chúng ta giảng là Chúa phải sức dầu thì chúng ta mới giảng được. Đúng không ạ? Và tôi vẫn đứng đó, tôi vẫn chân chừ đó, và tiếp tục vẫn làm sao trong đầu của con. Dạ, đổi bài giảng, Chúa ơi, cho con bài giảng khác đi. Bởi vì con không thể bài giảng này, giảng bài giảng này. Nhưng tôi không có một bài giảng nào khác. Mà cuối cùng tôi phải giảng bài giảng đó. Và giảng bài giảng đó xong thì phải thực hành theo bài giảng đó.
Khi mà anh chị em cùng nắm tay với nhau, hai người nắm tay với nhau, cùng hiệp một với nhau mà công bố sự tha thứ để Chúa sức dầu là chúng ta. Tôi đếm thôi coi, 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8, cuối cùng có người lẻ. Người đó lẻ với tôi lẻ. Và tôi nói thật mà cho em, từ trên bục giảng mà đi xuống để tôi bắt tay và tôi ôm cái người đó, nó khó, vô cùng khó. Nhưng mà nếu không vâng lời thì chúng ta sẽ không được phước của Chúa, chúng ta không được sức dầu của Chúa. Mà cảm ơn Chúa, khi tôi đã ôm được, tôi nói cái lời chúc phước được, và tôi nói thẳng luôn ở giữa hội chúng rằng chúng tôi là những anh em với nhau, những người đồng lao, và tôi hứa rằng tôi sẽ không bao giờ nói nghịch lại với người này nữa. Tôi được giải phóng, tôi không còn nặng nề nữa. Còn cái người đó muốn nặng nề thì việc của người đó, nhưng mà tôi không còn nặng nề nữa. Tại vì bản thân của tôi chọn cái gì? Vâng lời Chúa. Rồi bây giờ tại đây có ai mà cảm thấy khó để nắm tay cái người kia, khó để yêu thương, khó để tha thứ không? À, nếu chúng ta còn khó, cái đó là chúng ta chưa được trỗi hơn về sự vâng lời. Anh em muốn trỗi hơn không ạ? Bởi vì đối với người thế gian, đối với tín đồ, thì chúng ta phải trỗi hơn thì chúng ta mới dẫn dắt họ được. Còn nếu anh em chúng ta không trỗi hơn, làm sao chúng ta dẫn dắt họ đấy? Người ta đọc 10 lần kinh thánh mà mình đọc có 1 lần kinh thánh, làm sao mình giảng cho người ta? Có đúng không anh chị em? Cho nên chúng ta phải trỗi hơn. Phaolô nói gì? Anh em trỗi hơn về đức tin, anh em trỗi hơn về lời giảng, anh em trỗi hơn về sự vâng lời. Bây giờ đến điều thứ tư, đó là anh em đã trỗi hơn về sự sốt sắng. Bây giờ chúng ta lấy thước đo thôi. Tháng mà thánh có 2 ngày gì cầu nguyện. Nhân sự tín đồ đi cầu nguyện mà mục sư không cầu nguyện thì sao ạ? Nhột quá. Giống như gì đó? À, trong gì nơi hông hả? Nhưng mà chúng ta thử, chúng ta suy nghĩ lại đi anh chị em. Chúng ta suy nghĩ một cách gọi là công minh đi. Anh em mà tôi có cần phải trỗi hơn không? Là người hầu vì Chúa, là mục sư cần trỗi hơn không? Bởi vì chúng ta cần phải trỗi hơn về lòng sốt sắng thì chúng ta mới thể cứu người khác sốt sắng được. Nếu chúng ta không trỗi hơn về lòng sốt sắng yêu mến Chúa, thờ phượng Chúa, thì chúng ta không thể nào kêu dân sự của Chúa sốt sắng được. Thường người Việt chúng ta nói như thế này, cái người đi trễ là người quan trọng. Có đúng không ạ? Nhưng nói về sự sốt sắng thì đi sớm hay đi trễ mới là sốt sắng à? Tôi cũng muốn ngồi uống cà phê với anh em lâu lắm, nhưng mà anh em đến trễ quá, không uống cà phê được. Cho nên đến giờ thì chúng tôi phải thờ phượng Chúa. Ai nhột ráng chịu. Nói chung là chúng ta cũng có nhiều cái lý do, phải không ạ? Nào là con, nào là gà. Có lý do chứ, đúng không? Lý do chính đáng. Nào kẹt xe. Rồi có người thì nói là tôi kẹt phà nữa. Xin Chúa giúp đỡ để dùng lời này để thách thức tôi và anh chị em, để chúng ta sốt sắng hơn, trỗi hơn về cái sự sốt sắng về nhà của Chúa. Hồi trước đây, khi mà tôi chưa được sự thăm viếng của Thánh Linh, khi tôi đến hội thánh, tôi đứng đó tôi khoanh tay. Tôi nói chừng nào ai cần tôi thì tôi mới giúp. Chừng nào tôi thấy tôi được tôn trọng thì tôi mới làm. Còn nếu tôi không được tôn trọng thì tôi không làm. Và tôi mãi tôi đứng chờ hoài, chẳng có ai mời tôi hết. Cho đến một ngày kia, cái anh đánh đàn thờ phượng á, ảnh bị bệnh. Tôi vẫn đứng đó tôi chờ để có ai mời tôi để tôi đánh đàn thế không. Cũng không ai chờ, không ai mời tôi hết. Mà thế là cái người mục sư quản nhiệm đó mới nói thôi bữa nay cái anh đánh đàn không có, thôi chúng ta sẽ hát chay. Tôi mới nói với cái người lãnh đạo đó, thôi hát chay uổng lắm, con thế được không? Anh nói được không đó? Dạ thì con cũng biết đàn, cho con thế đi. Nói rồi mấy cái bài này con biết không? Dạ dạ con biết. Dạ con thế đi. Thế là tôi cầm cái đàn lên và tôi nói hôm nay cái người đánh đàn bị bệnh không có đến được, cho nên là
tôi lần đầu tiên tôi đánh đàn, nếu có sai hay là thiếu sót gì đó xin mọi người tha thứ. Thì mọi người đều thích lắm, tại vì đàn trai với đàn mà có đàn, xin lỗi, hát trai với hát có đàn thì nó khác nhau hoàn toàn. Và thế tôi cầm cái đàn guitar lên tôi đàn. Ô, và cái người hướng dẫn thờ phượng Chúa cũng say sưa, người cứ nhìn tôi hoài để coi tôi đàn như thế nào. Nhưng mà cảm ơn Chúa là trong cái buổi thờ phượng đó, sau đó thờ phượng Chúa xong thì mọi người xuống nói: "Wow, bữa nay chúng ta có thêm một tay đàn. Tốt quá. Bữa nay đàn được sức dâu quá." Và thế là kể từ đó, nếu có cái anh kia mà vắng là tôi được chọn, được thế. Có nghĩa là cái lòng sốt sắng, tất cả chúng ta đợi để thấy rằng là mình được tôn trọng thì mới làm. Nhưng mà chúng ta nhìn vào để coi cái chỗ sức mẻ, cái chỗ nào đó khiếm khuyết. Mà có lần kia tôi đến hội thánh, mặc dù tôi biết đàn nhưng hội thánh không muốn đàn này, mà hội thánh muốn là hát cái nhạc karaoke. Thế là tôi trở thành một người thừa. Nhưng mà tôi tham gia vào sự thờ phượng. Tôi nói: "Chú ơi, bây giờ con sẽ làm cái gì trong cái hội thánh này đấy?" Chú kêu tôi chùi toilet. Và tôi đi sớm hơn nửa tiếng để tôi dọi toilet. Tôi xịt cái nước hoa cho cái phòng vệ sinh nó thơm. Rồi xong mọi người đi thờ phượng Chúa, rồi họ đi vệ sinh ăn uống, rồi xong hết mọi người về, tôi là người ở lại cuối cùng. Mà tôi bắt đầu chùi toilet. Tôi không chỉ chùi toilet của tôi, trời xin lỗi, của hội thánh, nhưng mà tôi chùi luôn toilet của gia chủ luôn. Và tôi làm như vậy, anh chị và em biết, tôi làm là 6 tháng trời chứ không phải ít. 6 tháng liên tục tôi làm như vậy. Mà cảm ơn Chúa, khi tôi làm như vậy thì bắt đầu Chúa thấy và Chúa đã, cái người lãnh đạo bắt đầu nhờ tôi, bắt đầu nhờ tôi bước vào để hướng dẫn chương trình thờ phượng Chúa. Và tôi trở thành người hướng dẫn chương trình thờ phượng Chúa. Cho nên là cái sự sốt sắng nó không, cái người nằm có tấm lòng sốt sắng và phục vụ đó thì không bao giờ anh chị em thiếu việc làm. Chúng ta đến đâu chúng ta vẫn có thể làm được. Nhưng cái người mà không có sốt sắng, không có muốn phục vụ đó, thì khi nói là em ơi giúp cái này quét cái này cái, không, em không có cái ơn quét nhà, em không có cái ơn rửa chén, em không có ơn lau nhà. Như vậy thì anh em chúng ta sẽ gì? Chúng ta không thể làm công việc Chúa một cách dư dật được. Cái về sốt sắng nhà Chúa đó đã thiêu đốt Chúa Giê-xu. Cho nên Ngài nhìn thấy được có những cái điều sai trật ở trong nhà Chúa, thì Chúa Giê-xu Ngài đã làm lại hay là sửa lại cái sự sai trật đó. Cái sự sốt sắng nhà Chúa, chúng ta nhìn thấy chỗ nào chúng ta muốn làm tốt hơn cho nhà của Chúa. Thí dụ như cái đèn hay là cái bức màn hay là cái gì đó, chúng ta thấy ô như vậy, nếu chúng ta làm như vậy thì chúng ta sẽ làm cho nhà Chúa đẹp hơn. Thì đó là chúng ta đang nhìn thấy được những cái chỗ khuyết mà người khác có thể không thấy được. Nhưng nhìn thấy chỗ khuyết không có nghĩa là lên án định tội chỉ trích, nhưng thấy để mình lấp đầy vào cái khoảng trống đó. Như vừa rồi tôi có người gửi một người để vào trong bệnh viện để thăm và cầu nguyện cho người đó, nhưng mà tôi không có thời gian để tôi vào được. Tôi đi có mấy miền Tây xong rồi trở về, rồi công việc dạy liên tục. Tôi dạy một ngày như vậy là tôi dạy là từ 10 giờ, hơn 10 giờ sáng, và tôi dạy cho đến khoảng 1 giờ rưỡi chiều, nghỉ ngơi một chút, bắt đầu dạy chương trình buổi tối. Và không có thời gian để có thể đi vào. Mà đi vào trong đó không phải mình đi vào gặp một cái rồi mình đi ra liền. Thì cảm ơn Chúa có thầy Quân, có em Hùng đã cùng giúp đỡ cho tôi để vào và làm chứng cho người anh em ở tình Chúa. Phải không Quân? Dạ, và sau đó cầu nguyện cho người anh em đó. Thì thôi, sau khi tôi gửi cái thông tin đó cho cái người gửi đó, họ mừng lắm. Họ nói cảm ơn Chúa. Khi họ nhìn Quân ở phía sau đó thì họ nói: "Ủa, thầy vô thầy cầu nguyện luôn hả?" Tôi nói không phải thôi. Tại vì sao có Quân á, vậy mà nếu so với cách đây 10 năm á là tôi cũng tướng cũng cả Quân trong ấy đâu. To như vậy đó, mập như vậy đó. Nhưng mà tức là cái người đó đã từng học trong trường Kinh Thánh ở một cái hội thánh khác. Và bây giờ cái người em này bệnh và nhờ để vào để thăm cái em của cô đó. Và cảm ơn Chúa, người em đã tin Chúa. Cho nên đó là cái lời sốt sắng về nhà Chúa. Khi chúng ta có lòng sốt sắng thì lúc bây giờ, bất cứ lúc nào mà anh chị em được phân công hay là chúng ta mong ước để làm một cái gì đó, thì chúng ta đều có cái chỗ để chúng ta làm. Điều thứ tư, xin lỗi, điều thứ năm, đó là trỗi hơn về tình yêu thương. Không chỉ trỗi hơn về lòng sốt sắng, nhưng mà về tình yêu chúng tôi, hay là tình yêu thương, trỗi hơn về tình yêu thương. Tình yêu thương bình thường là như thế nào ạ?
yêu những kẻ yêu mình. Tiếp những người mà mình yêu thương, cho những người mà mình yêu thương. Có đúng không anh chị em? Bây giờ nếu có một cái gì đó tốt, anh chị em muốn dành cho ai trước nhất ạ? Dành cho người mình yêu trước nhất, bao gồm ai? Vợ, chồng, con cái, cha, mẹ, hai bên. Có đúng không? Nhưng mà trỗi hơn về sự yêu thương, về tình yêu thương anh em, đó là gì? Đó chính là Chúa Giê-xu dạy, các ngươi phải trọn vẹn như cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Đó là yêu cái người không đáng để yêu. Người đó cứ quấy rối mình liên tục, người đó cứ chỉ trích mình liên tục, người đó cứ xỉa xối mình liên tục. Đó là chính điều mà cái sự thách thức để chúng ta có thể vượt lên trên cái điều đó hay không. Nó quả là một điều khó khăn vô cùng. Nhưng đây là một bài thi mà tất cả những người là con cái của Chúa đều phải trải qua cái bài thi này theo những cấp độ khác nhau. Có nhiều lúc chúng ta vượt qua được một cấp độ đó rồi, chúng ta tưởng chừng như Chúa ơi không có còn bài thi nào cao hơn. Nhưng tôi nói với anh chị em rằng anh chị em sẽ không bao giờ ngừng thi đâu. Bởi vì anh chị em tốt nghiệp được, anh em được lên một cái lớp này rồi, thì chúng ta phải có một thời gian Chúa cho phục hồi sức. Để gì? Chúng ta lên một lớp mới nữa. Chúa Giê-xu đã lên cái lớp đỉnh điểm, đó là ở trên thập tự giá. Và tại đó đầy đau đớn, đầy cô đơn, đầy sự sỉ nhục, đầy sự khinh khi. Nhưng mà tại đó Chúa Giê-xu nói như thế nào anh chị em? Lạy cha xin tha cho họ. Đối với cái nhìn của tình yêu, Chúa Giê-xu ngài không thấy những người này có lỗi. Ngài nói là cha ơi xin tha cho họ vì họ không biết cái việc họ làm. Thật ra những người giết Chúa họ biết cái công việc họ đang làm không? Họ biết chứ. Nhưng mà trong tình yêu, trong cái nhìn của tình yêu, thì Chúa Giê-xu kể những cái điều đó là họ không biết. Chúa ơi cái người đó ghét con, chắc là họ không biết. Chúa ơi cái người đó hại con, cái người đó nói xấu sau lưng con, trước mặt thì tân bóc con nhưng mà sau lưng thì hạ con xuống. Thôi chắc họ không biết đâu Chúa, Chúa tha cho họ. Nhân danh Chúa Giê-xu tha cho họ. Và nếu là một người trỗi hơn tình yêu thì không bao giờ cái sự tổn thương và cay đắng nó có thể đi vào trong lòng của anh chị em được. Bởi vì tình yêu nó sẽ hóa giải tất cả. Tình yêu nó sẽ tiêu diệt tất cả. Nó tiêu diệt tất cả mọi con virus, kể cả virus SIDA thì tình yêu cũng tiêu diệt luôn. Anh chị em có biết rằng SIDA nó sợ tình yêu không? Có một nghiên cứu, cái người mà bị SIDA mà khi họ được yêu thương, được quan tâm, được chăm sóc mà không có sự xa lánh đó, thì cái con virus HIV đó, đó nó không phát triển được, nó không tấn công vào trong cái tế bào được. Nó có nằm đó nhưng nó không tấn công được nữa, tại vì người ta đầy tình yêu. Và Chúa Giê-xu nói là bởi vì các ngươi yêu nhau, vì tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ của ta. Đây là tín hiệu khác với tất cả mọi tín hiệu của tôn giáo khác, đó là yêu thương. Và tình yêu sẽ cho chúng ta khỏa lấp hay là bao dung những người có lỗi. Bao dung chứ không bao che nha. Bao dung, bao dung có nghĩa là cho người ta có cơ hội để người ta sửa sai. Còn bao che là gì? Đồng lõa với cái điều người ta làm. Làm nữa đi, nữa đi, nữa đi, được tới tôi bảo kê cho. Đó là bao che. Thế anh chị em bao dung không bao che? Dạ. Yeah. Và chúng ta sẽ cầu nguyện để cho người đó có thời gian để người đó được Chúa thăm viếng, được Chúa đụng chạm, để được Chúa thay đổi. Dạ. Yeah. Cho nên ở đây Phaolô kêu là gì? Chúng ta hãy trỗi hơn về tình yêu. Như vậy ở đây có 5 cái điều mà chúng ta thấy trỗi hơn. Chúng ta có thể nhắc lại nha. Thứ nhất là trỗi hơn về đức tin. Thứ hai trỗi hơn về lời giao giảng. Thứ ba trỗi hơn về sự vâng lời. Thứ tư trỗi hơn về sự sốt sắng. Và thứ năm trỗi hơn về tình yêu thương. Và cái điều thứ sáu mà Phaolô khuyên, chúng ta trở lại câu số 7 phần cuối.
thì cũng hãy chú ý làm cho trỗi hơn về việc nhân đức này. Điều thứ sáu đó là trỗi hơn về việc nhân đức. Sứ đồ Phaolô nói rằng trỗi hơn về việc nhân đức này là cái gì vậy? Để có thể biết được cái sự nhân đức mà Phaolô đang nói tới thì chúng ta cùng xem lại ở từ câu 1 cho đến câu số 6. Cũng đoạn 8, từ câu 1 cho đến câu số 6. Chúng ta cùng chờ để máy chiếu lên mà chúng ta đọc chung với nhau. Dạ, chúng ta bắt đầu. Rồi, xin bắt đầu. Hỡi anh em, chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh ở xứ Macedonia. Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách, thì lòng quá vui mừng và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình hoặc cũng quá sức nữa. Và này xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào sự giùm giúp các thánh độ. Họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa và sau lại cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời. Vậy nên chúng tôi đã khuyên tích đi đến nơi anh em để làm trọn việc nhân đức này như người đã khởi sự làm. Vậy cái điều nhân đức mà Sứ đồ Phaolô nói đến ở đây của người Macedon là gì anh chị em? Là gì ạ? Nếu đọc câu 6 thì chúng ta không thấy được cái lòng nhân, cái điều nhân đức. Kinh thánh của anh em đâu rồi? Hình như là chiếu máy riết thì mình quên đem kinh thánh đúng không? Sự nhân đức mà Sứ đồ Phaolô đang nói đến của hội thánh Macedonia là gì bà chị em? Chúng ta xem câu 2, đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách thì lòng quá vui mừng và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Họ rải cái sự dư dật theo cái lòng rộng rãi. Nhưng mà họ đang ở trong hoàn cảnh gì ạ? Hoạn nạn, thử thách. Người Macedon đang ở trong hoàn cảnh hoạn nạn và thử thách. Nhưng mà khi Phaolô gửi tích để đến để người Macedon dự phần trong sự dâng hiến, thì lúc đó họ rải rộng ra, họ rải ra cái sự rộng rãi của lòng. Nếu anh chị em và tôi lòng không rộng rãi thì khi có cần chúng ta có rải ra được không? Giả sử như bây giờ trong túi của tôi có rất nhiều tiền nhưng mà tôi không rút cái bóp ra, tôi không cầm tiền ra thì tôi không thể nào rải tiền ra được. Nếu cái lòng của chúng ta không rộng thì anh chị em có vung bao nhiêu thì nó cũng cái người kia cũng hưởng cái gì? Hưởng cái sự không có. Có bao giờ con mình xin bánh mà mình cho đá không? Con đang đói, ba ơi con đói quá, con cần bánh, đưa cục đá cho nó ăn. Khi chúng ta có cái lòng rộng rãi thì chúng ta sẽ rải ra được. Còn cái lòng mình hẹp hòi thì anh chị em có rải cỡ nào đi chăng nữa thì nó có ra không? Có ra không? Tôi nghĩ tôi rải mạnh lắm mà sao nó không ra? Bởi vì tôi đã làm gì? Tôi đã đóng nó lại rồi. Anh chị em có đóng lại nhưng mà anh chị em có vung tay như thế nào đi chăng nữa thì không bao giờ nó rải ra được. Chúng ta phải mở nó ra. Lúc bây giờ chúng ta có thể rải được và chúng ta cũng có thể nhận lại được. Và đây nếu như bây giờ giả sử cái chai này không đủ nước mà chúng ta có chế bao nhiêu chăng nữa mà chúng ta không mở ra thì chúng ta cũng không có nhận được thêm một chút nước nào vào trong chai được anh chị em. Cho nên người Macedon trong lúc họ có thể
là tiết kiệm cho chính mình, họ có thể chi dùng một cách dè sẻn cho chính mình. Đôi khi họ ăn không dám ăn, họ uống không dám uống, họ xài không dám xài, nhưng mà họ lại có một cái lòng rộng rãi khi dân sự của Đức Chúa Trời ở tại hội thánh Jerusalem đang cần thì người Macedon đã dâng hiến cho hội thánh Macedon. À, xin lỗi, người Macedon dâng hiến cho hội thánh Jerusalem. Nói về Jerusalem thì Jerusalem đó là một trung tâm thờ phượng và là hội thánh lớn. Thì thường thường chúng ta chỉ trông đợi là từ hội thánh lớn sẽ rải cho hội thánh nhỏ, đúng không ạ? Đó là nguyên tắc. Nước chảy từ trên xuống. Nhưng mà anh chị em ơi, người Macedon có thể họ đã từng nhận, nhưng mà khi mà Phaolô nói rằng gì, ở tại Jerusalem đang có cái nhu cầu, nhiều con dân của Chúa ở Jerusalem bị bắt bớ và đã có nhu cầu. Anh chị em ơi, hồi trước đây 10 năm trước, 20 năm trước họ dâng hiến rất nhiều, nhưng bây giờ họ đang có nhu cầu. Anh chị em ơi, hãy dâng hiến cho họ. Thì người Macedon làm gì anh chị em? Rải ra theo cái lòng rộng rãi. Tôi rất thích tinh thần của người Macedon. Nếu anh em đọc ở trong Philip đoạn 4 thì lại một lần nữa Phaolô lại nhắc đến người Macedon. Dâng cho Phaolô trong khi mà Phaolô, mà họ đang khó khăn thì họ dâng cho Phaolô đến nỗi lần Phaolô nói gì? Cho đến hôm nay tôi dư dật rồi. Đó là tấm lòng của người Macedon. Bởi vì sao mà Đức Chúa Trời ngài đã kêu Phaolô là không có truyền giáo trong cõi Asia, ngưng truyền giáo trong cõi Bithyni, hãy chuyển qua Macedon. Và trong đêm đó ông ngủ và Chúa cho thấy một người Macedon nói rằng hãy qua giúp chúng tôi. Mặc dù qua đó ông bị bắt bớ đủ kiểu hết, nhưng mà ông đã đến đó bởi vì Chúa Thánh Linh biết được rằng người Macedon là một người có tấm lòng rộng rãi, vừa đón tiếp nhận lời Chúa nhưng cũng rộng rãi để có thể rải cái của mình ra trong sự kêu gọi, trong tình yêu. Có một người giàu kia, họ rất giàu nhưng mà không giàu trong nước Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng xem ở trong sách Luca chương 12. Từ câu 16 ghi như thế này: ngài lại phán cùng chúng là ví dụ này, ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm. Người bèn tự nghĩ rằng ta phải làm thế này vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói, này việc ta sẽ làm, ta phá các kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó. Rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng, hỡi linh hồn ơi, ngươi đã được nhiều của để dành dùng lâu năm, thôi hãy nghỉ ngơi, hãy nghỉ ăn uống và vui vẻ. Câu 20, xong Đức Chúa Trời phán với người rằng, hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Chúng ta đọc chung câu 21. Hễ ai thâu trữ cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Như vậy điều mà Chúa Giêsu muốn dạy những người ở đây là gì? Đó là người đó phải giàu có nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể giàu có vật chất, nhưng chúng ta không giàu có Đức Chúa Trời thì chúng ta không thể nào rộng rãi được. Nói một cách khác, lòng của tôi và chị em phải được giàu trong Đức Chúa Trời. Thì cho dẫu chúng ta là một người đàn bà quá, chúng ta có 1-2 đồng tiền ăn một phần tiền xu, hoặc là chúng ta có một cục miếng bột nhỏ, một chút dầu, lượm vài cây củi làm 2 cái bánh nhỏ ăn rồi chết. Nhưng mà người Đức Chúa Trời nói là trước nhất cho ta một miếng bánh nhỏ. Và bà đã vâng lời một cách tuyệt đối. Bà đã làm trong cái khả năng không thể làm của bà, nhưng bà đã vâng phục. Bà làm, và cuối cùng là gì xảy ra anh chị em? Bột không hết ở trong vò và dầu không thiếu trong bình. Chính những lúc khó khăn mà lòng chúng ta vẫn rộng rãi đó, đó là lúc mà chúng ta đang mở lòng của mình ra, và trời cũng đang mở ra để đổ phước xuống lại cho chúng ta. Còn khi chúng ta chắc bóp, chúng ta giữ lại thì chúng ta sẽ không nhận. Chúng ta không thể nào nhận được từ Chúa. Và chúng ta không rải ra được thì chúng ta cũng không nhận từ Chúa được. Isaac đã gieo hạt giống trong xứ, trong lúc xứ đó kém. Và năm đó Kinh Thánh nói gì? Ông được bội bao nhiêu? 100%. Không phải là bội phần. Bội phần là gấp 10. Mà bội 100% là một ra tới 100. Tôi mua chiếc xe được, tới nay là tháng thứ 3, từ bước qua tháng thứ 4 rồi, 15 tây nữa là tháng thứ 4.
Và tôi đã đóng tiền được 3 lần, 15 tay này là lần thứ 4. Nếu như tôi không có chiếc xe được một người khác gieo cái hạt giống đầu tiên thì tôi không có. Nhưng mà nếu như tôi không có xe đó thì mỗi tháng tôi cũng phải chi ra ít nhất cũng phải tầm 10 triệu để tôi phải thuê xe và đi đâu này đâu kia đủ thứ hết. Và suy tư đến lại, và cuối cùng tôi quyết định là bây giờ mình mua xe thì mình trả góp. Nhưng thật sự quý anh và chị em là khi nói về trả góp là khó lắm. Mỗi tháng chúng tôi phải trả gần khoảng 8 triệu 3, 8 triệu 4, cứ mỗi tháng đều như vậy. Và hết năm thứ nhất thì năm thứ hai nó tăng lên 9 triệu. Tại vì cái lãi suất nó tăng lên. Và khoảng 9 triệu rưỡi là cái mức cao nhất của lãi suất của chúng tôi trong một lần đóng trong một tháng. Và có những lúc rất là chật vật anh chị em. Rất là chật vật. Hội thánh dân hiến, rồi người này cái dân hiến nhiều khi là chúng tôi chỉ để dành để lo đóng cái tiền này thôi. Còn vấn đề ăn uống tụi tôi phải nói là rất là chi tiết, ít cắt xén như thế nào để có thể mình có thể ăn mình sống thôi. Mà cái chiếc xe đó lại có cái công mình dùng vào công việc Chúa, đi công việc Chúa nhiều, và tôi thấy được cái ích lợi về làm công việc Chúa. Và tôi cảm ơn Chúa là có những anh chị em đã nhìn thấy được cái khó khăn của tôi đó, và đã dự phần phụ tôi để đóng tiền xe. Và tôi biết cái người đó đang rất khó khăn, người đang đập nghịch cảnh mà khó khăn lắm. Nhưng mà vì tôi tin rằng cái lòng trong lúc mà khó khăn đó, nhưng mà cái lòng lại rộng rãi cho vương quốc của Đức Trời. Tôi không phải nói là gieo cho tôi là rộng rãi, có thể gieo cho người khác, nhưng mà đó là nếu không có lòng rộng rãi thì chúng ta khó để có thể nhìn thấy được cái nhu cầu của người khác lắm. Tôi không nói để rồi anh em phải dâng hiến cho tôi, bởi vì tôi tin rằng Chúa Ngài cũng có cách để có thể giúp chúng tôi vượt qua. Nhưng mà tôi muốn chia sẻ ở đây là gì? Khi chúng ta có cái lòng rộng rãi trong Chúa thì lúc bấy giờ anh chị em sẽ rải ra được. Chúng ta không phải chỉ rải cho cái người yêu thương của mình, nhưng chúng ta cũng có thể rải cho cái người mà khó yêu nữa. Tại vì đó là do tấm lòng của chúng ta rộng rãi trong Chúa. Anh chị em hãy chúc phước cho cái lòng của mình. Chúa ơi, cho con một cái lòng rộng rãi ở trong Chúa. Đôi khi chúng ta chỉ có rộng rãi ở trong những cái điều mà ở trong cái khuôn, trong cái hộp của chúng ta mà thôi, trong cái hội thánh của chúng ta mà thôi. Sứ đồ Phaolô đã gửi cho hội thánh Galati, nói rằng hãy gieo cho thánh linh, đừng có gieo cho xác thịt. Và trong lúc có dịp tiền hãy làm điều thiện cho mọi người, và nhất là anh em chúng ta trong đứa tiền. Đây là cái điều mà chính hội thánh Tin Lành đã bị vướng. Chúng ta bị vướng ở chỗ nào? Chúa Giêsu dạy khi chúng ta bố thí đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì. Hầu cho sự bố thí được kính nhiệm, mà cha ngươi sẽ thấy trong chỗ kính nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Và thế là chúng ta ít bao giờ chúng ta nói là chúng ta làm từ thiện cái này thứ kia lắm, mà chúng ta thường thường là gì? Làm trong sự kín đáo. Có đúng không anh chị em? Và khi mà mặc dù họ tánh tính làm từ thiện rất nhiều, nhưng mà khi nói về làm từ thiện ta nghĩ ngay đến ai? Phật giáo. Tại sao ạ? Họ đăng lên, họ phô trương. Lúc nào đó Phật giáo làm từ thiện, Phật giáo làm từ thiện. Hồi tháng trước chúng tôi đi về miền Tây và đi đám cưới, và tôi gặp lại một đứa cháu của tôi. Là người này cũng đang hầu việc Chúa. Người này có một cái sự kết nối với những người bạn học cùng cấp 3. Và năm nay người này đã 50 mấy tuổi rồi, tức là đã hơn 30 năm ở trong mái nhà trường. Nhưng mà họ vẫn gặp nhau hàng năm. Họ có một cái ngày họ gặp nhau. Và khi gặp nhau như vậy thì người nào cũng thành công. Trong đó có một người bạn của cái đứa cháu của tôi. Và người bạn này là làm phó giám đốc của ngân hàng Sacombank. Trong cái lúc mà bị Covid như vậy, thì cái đứa cháu tôi lại có một cái giấy để có thể đi từ thiện. Và cái người mà phó giám đốc của công ty Sacombank này
mới nói rằng là anh ơi anh cho em tài khoản đi, em gửi tiền anh đi từ thiện, tại tụi em không đi được, anh đi được, gửi thiện. Và cái người này cho cái tài khoản, cho tài khoản xong, tin tin 200 triệu, anh cứ đi từ thiện đi. Tôi hỏi vậy cái người sang băng có chú không? Không, không chú chết. Họ biết em biết con có chú không? Dạ biết. Và họ gửi ten ten 200 triệu. Có thể bà chị em nói gì? Tại vì phó giám đốc cho nên người ta mới có nhiều tiền, phải không? Đúng, họ có nhiều tiền. Nhưng có những người có nhiều tiền nhưng mà là gì? Không hề chi ra. Và cái đứa cháu của tôi hỏi, để anh em có cần hình ảnh rồi quay phim chụp hình không? Dạ không, anh toàn quyền muốn làm gì làm. Đó mới là dân toàn thiêu anh chị em. Còn dân hiến xong cái kêu hãy làm cái này, báo cáo cho tôi, trình cho tôi biết tôi làm cái gì, cái gì, cái gì. Thì làm cái đó nó mệt, vô cùng mệt. Có ai muốn vậy không? Tất nhiên giả sử như ai đó nhờ tôi chuyển một số tiền cho ai đó thì chắc chắn nó phải có một cái bằng chứng, đúng không ạ? Nhưng cái đồng tiền của chính mình cho nó cần bằng chứng làm gì? Có người dân hiến chúng tôi để làm công việc của Chúa mà họ dùng bằng cái tín chỉ của họ dân, nhưng họ nói tôi là viết cái biên nhận gửi cho họ, à, cảm ơn anh Quỳnh Văn A, tôi có nhận của anh là 5 triệu, 10 triệu gì đó làm công việc Chúa, xin Chúa ban phước cho anh. Ủa gửi cho tôi để làm công việc Chúa mà giờ tôi cũng phải viết kêu là gửi cho anh Quỳnh Văn A để anh đó. Như vậy đó không phải là cái lòng rộng rãi. Ngày xưa khi tôi được dâng hiến một chiếc xe đạp Martin 107 năm 1995, được chiếc xe đó mừng lắm anh chị em. Tôi đi học vì Chúa và tôi đi học, tôi học vì Chúa, tôi được chạy chiếc xe đạp Martin 107. Tại chiếc đó nó chạy nó bền. Được cái là cái bộ đùm của nó là đùm của Nhật, đạn nó cũng là đạn của Nhật, chỉ có cái sườn đó là sườn của Việt Nam thôi, còn tất cả của Nhật, của Trung Quốc, của Pháp này kia. Cho nên là chạy rất là bền. Mà tôi chạy như vậy 4 năm. Và cuối cùng khi tôi rời khỏi giáo hội đó thì họ nói những gì mà chúng tôi cung cấp cho em hãy trả lại. Và tôi đem, tôi thay cái nhông sên dĩa, tôi làm lại rửa sạch căng căm này kia đồ, tất cả đẹp hết, để cái người kế tiếp sử dụng là không cần phải sửa chữa gì cả. Sửa xong tôi với một sư Hào, tôi kêu Hào đưa anh qua bên đây anh trả chiếc xe, trả xe. Tôi đưa cho cái người mục sư đó, mục sư thấy ô đúng, cảm ơn em, tốt, được, để đó đi. Rồi tôi trở về, tôi không có xe để đi anh chị em. Hầu bị Chúa không có xe để đi, không có xe đạp để đi. Mà tôi cố gắng tôi đi làm để tôi có tiền, tôi đi hầu bị Chúa. Thế là trong một lần nọ tôi cầu nguyện cho một cái cô này bị tà linh. Cô này bị tà linh và nó làm cho cổ bị lỗ tai của cổ nó bị thúi, người ta nói bị viêm tai giữa đó. Và đi điều trị ở bệnh viện tai mũi họng không hết. Mà cô đến nhờ tôi cầu nguyện. Mà cô đó chính là thành viên của hội thánh mà tôi đã từng ra khỏi. Thế là đến cầu nguyện cho cô đó và cô đó được chữa lành. Chữa lành xong cổ đi làm, cái tháng lương đầu tiên của cổ nhận được 700 ngàn. Và cổ đưa cho tôi 450 ngàn. Cậu nói là 300 ngàn để mua chiếc xe mới, xe đạp. Nó là 300 ngàn làm gì mua được chiếc xe đạp mới, nhưng mà mua xe đạp. Còn 150 ngàn là ăn trong tháng. Cậu nói là cảm ơn Chúa, nhà em cầu nguyện mà bây giờ chị được chữa lành như vậy và chị đi làm được tháng lương đầu tiên, chị muốn dâng cho em để chức vụ của em có thể hầu Chúa được kết quả. Và tôi bắt đầu tôi dùng số tiền đó tôi mua chiếc xe đạp để tôi đi hầu vị Chúa tiếp. Rồi đến một lần nọ thì tôi cần phải đi hầu vị Chúa xa hơn thì cần phải có xe Honda, nhưng mà không có xe Honda để đi. Thế là có người dâng cho tôi cái nón bảo hiểm. Có người đang ngồi đây, đó là ông bà mục sư Thiết và cô Xuân. Dâng cho tôi cái nón bảo hiểm có bao luôn cái càm vậy nè. Tôi nói, cô ơi, tôi chưa không có xe Honda rồi, dâng tiếng bảo hiểm làm gì? Cô nói là có nón bảo hiểm sẽ có xe Honda. Và đó là tiên tri.
Rồi sau đó tôi có người dân cho xứ Honda để đi học vị Chúa. Cho đến khi tôi có cải tượng để mở trường Kinh Thánh và mở hội thánh, lúc đó tôi với vợ tôi, cưới vợ tôi rồi, thì tôi nói với là mục sư trưởng đó, tôi nói rằng là mục sư ơi, Chúa cho em cải tượng, bây giờ em xin phép là tôi em phải đi theo cải tượng cho em rời khỏi giáo hội, vẫn không có vấn đề gì xảy ra với giáo hội hết, nhưng mà tại em phải đi theo cải tượng cho em đi rời khỏi giáo hội, cho em mượn cái chiếc xe này thêm 4 tháng, tại vì vợ tôi đã mang thai 6 tháng hơn rồi. Thì tôi nghĩ lúc đó là để mà đi tới lui bệnh viện, có xe đi tới lui bệnh viện để chăm vợ tôi. Thì sau đó ông họp ban chấp sự thánh lại, cuối cùng ông nói là không, chỉ cho em mượn được, ban chấp sự thánh đồng ý cho em mượn được 1 tháng thôi. Mượn 1 tháng để làm gì? Lúc mà nửa đêm mà vợ mình sanh thì sao mà đi tới lui được. Tôi về tôi cầu nguyện, và 2 tuần sau thì có một người trong hội thánh nói rằng là tôi đang có số tiền để cưới vợ cho con, nhưng mà giờ nó chưa có vợ, nó chưa có chịu cưới vợ, cho nên là tôi cho ông thầy mượn để ông thầy mua cái xe đi. Và lúc đó xe Trung Quốc nó tràn qua anh chị em, xe Trung Quốc cái xe là lon tràn qua và xe đó rất là rẻ. Thì tôi mua chiếc xe đó, tôi bán cái máy vi tính của tôi và tôi mua cùng với cái tiền cho mượn đó, tôi mua được chiếc xe. Tôi nhớ là chiếc xe lúc đó tôi mua được 9,5 triệu chiếc xe đó. Và sau đó thì tôi trả chiếc xe. Và sau đó thì Chúa, trong lòng tôi có một cái điều dấy lên như thế này. Trước đây tôi, người ta dâng cho tôi xe đạp, nhưng mà khi mà tôi hầu vị Chúa 4 năm rồi mà xe đạp ta cũng lấy lên luôn. Rồi chiếc xe gắn máy người ta dâng cho tôi để đi hầu vị Chúa, tôi đi hầu vị Chúa 2 năm. Và sau đó thì họ cũng lấy lại luôn. Và tôi nói với Chúa như thế này: Chúa ơi, sau này Chúa ban phước cho con, là con dâng cho anh em con, không phải dâng toàn chiếc, nhưng có thể là 1/2, có thể là 1/3, 1/4 chiếc xe, hoặc nếu như có thể dâng cả chiếc xe, nhưng mà con dâng và anh em con nhận thì phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Con không dùng chiếc xe để kiểm soát anh em con, để rào đón anh em con, để con phải ở với chúng con để hầu vị Chúa cũng con. Và cảm ơn Chúa, chúng tôi đã làm điều đó, chúng tôi đã thực hiện điều đó từ khi mà chúng tôi hầu vị Chúa cho đến ngày hôm nay. Anh chị, chúng tôi không đòi hỏi bất cứ một cái gì. Nếu mà tôi dâng cho anh em cái gì đó, không bao giờ đòi hỏi anh em phải trung tín hầu việc Chúa với chúng tôi gì, nhưng phải trung tín hầu việc Đức Chúa Trời với Chúa, phải trung tín với Chúa. Và như vậy thì bản thân tôi cũng nhẹ, tôi không cần phải mệt mỏi, phải gần thế này cái kia, nhưng mà bản thân của cái người nhận cũng đầy dẫy sự vui mừng, họ biết tạ ơn Chúa, mà họ tạ ơn Chúa là chúng ta cũng được phước rồi. Amen chị em. Cho nên ở đây Paulo khuyên là gì? Là hãy làm rơi rộng về cái việc nhân đức này, hay là trỗi hơn cái điều nhân đức này. Đối với người Macedonia thì cái điều này, họ trong lúc hoạn nạn, trong chịu nhiều thử thách, thì họ vui mừng và dâng hiến cho hội thánh Chúa ở tại Jerusalem. Câu số 3 nói như này: vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình, hoặc cũng quá sức nữa. Wow. Họ tự ý cho họ, không cần phải nói gì, tức là nghe về cái nhu cầu của em là bắt đầu họ đã lên kế hoạch để họ dâng hiến, chứ họ không cần bất cứ một cái gì khác. Và họ làm không chỉ theo cái điều mà Paulo suy nghĩ, nhưng làm quá sức của họ. Có những thứ mà chúng ta làm, chúng ta nghĩ rằng quá sức, nhưng thật sự là không quá sức. Cái sự làm công việc Chúa cách dư dật luôn, nó không quá sức chúng ta đâu. Bởi vì thật sự nó đâu có làm trong sức của mình đâu. Chúng ta là người hợp tác với Chúa thôi. Giống như khi tôi ngồi trên xe tôi lái, tôi nói tôi làm quá sức. Ủa tôi chạy 500 cây số. Ủa ai chạy? Xe chạy mà. Tôi chỉ là người điều khiển thôi. Tôi được dự phần một chút ở trong đó. Mà tôi làm sao để định hướng để nó đi vào đường và nó vững tay lái đưa chúng tôi đến nơi. Nhưng đó không phải là quá sức. Bởi vì sức là từ chiếc xe. Cũng giống như vậy, nói về cái điều chúng ta yêu thương cũng không là quá sức chúng ta để yêu thương. Tha thứ cũng phải là quá sức chúng ta tha thứ, bởi vì chúng ta tha thứ vì Chúa. Chúng ta yêu thương vì Chúa. Dâng hiến cũng vậy, không phải quá sức chúng ta. Nhưng bởi vì chúng ta đã được Chúa ban cho một cách dư dật, thì chúng ta cũng bắt đầu hãy làm một cách dư dật. Bởi vì làm rộng rãi của anh chị em đó, và công khó cho em đó trong Chúa không bao giờ là vô ích.
Cảm ơn Chúa một điều là có những anh chị em, có những tôi tớ Chúa phải nói là lòng luôn luôn rộng rãi, luôn luôn rộng rãi cho công việc của Đức Chúa Trời. Thậm chí có những người họ nghe bài giảng thôi, họ nói mục sư ơi, mục sư đang chuẩn bị đi đâu, đi hầu vị Chúa ở đâu, xin cho chúng tôi dự phần vào công việc này với. Vì họ muốn được dự phần, họ muốn được tham gia, họ muốn có phần ở trong cái cổ phần của ngân hàng thiên đàng. Và như vậy, khi có một người tin nhận Chúa thì sao? Người dự phần có được phước không? Người đó được phước, có phần được phước. À mà xem sẽ thấy có những cái nguồn phước hạnh nó đến mà chúng ta không ngờ, bởi vì cớ chúng ta đã từng dự phần vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Dâng cho một ai đó, đừng nghĩ người đó, chúng ta dâng cho người đó, mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang làm cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Bởi vì người đó có thể nhìn thấy được cái công việc đang cần ở tại đâu đâu đó, những con người đang gặp khó khăn ở đâu đó, những con người đang bị khốn khổ ở đâu đó, thì họ sẽ dùng những đồng tiền đó để họ chuyển giao. Và cho đến khi nào hội thánh của Chúa dâng hiến mà không cần quan tâm cái sự dâng hiến của tôi đó để làm công việc gì, ai làm công việc gì, người đó dùng sử dụng như thế nào, thì lúc bấy giờ đó là của lễ toàn thiêu. Và anh chị em đang mở rộng nước của trời băng, và trời đang mở rộng cho chị em để Ngài tuôn đổ cho chị em. Khi chúng ta còn chắc bóp, khi chúng ta còn gọi là bị cứng lại, xin lỗi, chặt lòng của mình, thì chúng ta không thể nào nhận được nhiều hơn. Người Macedon là tinh thần của sự dâng hiến. Người Macedon dâng đến nỗi là gì? Vượt hơn những điều mà Phao-lô suy tưởng. Có những người dâng hiến cho tôi mà kêu tôi phải làm này làm kia làm nọ. Tôi nói tôi có trách nhiệm là nếu mà nhờ chuyển đến đâu tôi chuyển đến đó. Nhưng gọi là dân hiến cho chức vụ của tôi để tôi làm công việc Chúa, đừng kêu tôi phải làm công việc gì. Tại vì tôi là tôi tớ Chúa, tôi không phải là tôi tớ của đồng tiền. Tôi nói như vậy sẽ có những người ghét đó. Như vậy hả? Ông như vậy hả? Tôi nghĩ dân cho ông để con làm gì mà hầu vị Chúa đây. Khe cây rít khô thì Đức Chúa Trời mở ra có một người đàn bà quá. Anh chị em có tin điều này không? Khi anh chị em nói Chúa ơi, con sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời, con không thờ ma môn. Chứ con phục vụ, con chỉ phục vụ Chúa thôi. Còn anh em con được dự phần làm công việc Chúa một cách dư dật, thì chúng con cũng nhận lấy với cái đồng tiền đó, chúng con cũng sẽ làm công việc Chúa cách dư dật. Vừa rồi chúng ta kêu gọi về dân hiến cho thiếu nhi, số người dân hiến và nói là kêu chúng ta là phải báo cáo từng chi tiết để làm dân hiến. Tôi nói ủa đâu phải dân cho tôi, dân cho công việc của Chúa mà. Nhưng có những người sẵn sàng nói mục sư ơi, mục sư cho số tài khoản đi, dân. Và khi tôi nhận cái số tiền, sau đó chưa đầy 5 phút, dân 20 triệu đồng, tôi đăng lên trên Facebook, người đó vừa mở ra thấy, mục sư ơi, xóa tên của tôi đi, ghi là ẩn danh giùm tôi không muốn ai biết, chỉ có mình Đức Chúa Trời Ngài biết. Và tôi tin người đó có thể nhận gấp 10 lần, gấp 30 lần, gấp 100 lần những gì người đó dâng. Tại vì sao? Người đó có một lòng rộng rãi để rải của mình ra cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Có một lần tôi đang đi giảng, tôi đi huấn luyện. Và tôi khát khao rằng cho các tôi Chúa mỗi một người để coi cũng có được một cái laptop, những người cùng dạy với tôi có một cái laptop. Tôi khao khát như vậy nhưng không biết cách làm sao làm. Thì có một em này ở một hội thánh khác, nghe cái bài giảng của tôi và có lần đó tôi cầu nguyện để giải cứu cho em đó. Em đó nói thầy ơi, thầy cho số tài khoản đi, em muốn dự phần cho để thầy đổ xăng. Và tôi đang đi trên xe như vậy, cái tin nhắn báo về, tôi mở ra tôi giật mình, tôi mới bóc điện thoại tôi gọi lại cho em đó. Em ơi, em có dân bấm lộn số không vậy? Nói dạ không. Em muốn dân như vậy lâu rồi, lòng em muốn lâu rồi, nhưng mà hôm nay em mới làm thực hiện được. Tôi nhận 50 triệu. Mà từ đó tôi đã mua được 4 cái laptop để dâng cho 4 tôi tớ Chúa cùng làm việc với tôi. Tôi không dự, tôi không nhận một mình. Tôi chỉ đưa cho vợ tôi 10 triệu để làm, để lo thôi. Còn 40 triệu lại tôi muốn gieo tiếp để làm công việc của Chúa. Có lần tôi chăn trở hội thánh trên kia có đang cần một cái nơi để nhóm lại thờ vườn Chúa. Mà cái nơi nhóm lại vườn Chúa họ quá thấp và sập sệ. Và tôi đang uống cà phê ở bên cái tòa nhà 17 tầng ở đây, đang uống cà phê như vậy. Và tôi có một cái điện thoại gọi hỏi mục sư ơi, trong dịp Giáng sinh này mục sư có ý định làm cái gì không? Một hội thánh khác nha chứ không phải là thánh tôi đâu.
Có bao thánh Ê-rê-ma đâu? Tôi hỏi có chuyện gì không? Dạ, Giáng sinh năm nay em muốn tặng một cái quà, em muốn làm một cái quà để dâng lên cho Chúa. Và cái lòng em thôi thúc rằng là xây một cái nhà nguyện cho những nơi chưa có nhà nguyện. Một sư nghĩ rằng một nhà nguyện lúc bấy giờ là khoảng bao nhiêu, cho trong thời điểm này là bao nhiêu, thì tôi nói khoảng tầm trên dưới 100 là có thể xây được cái nhà nguyện đó. Thì em nói dạ, rồi cảm ơn mục sư. Chưa đầy 5 phút sau, tin nhắn gửi đến trong tài khoản tôi 100 triệu làm cái nhà nguyện. Khi nào làm xong, mục sư chỉ cho em biết là cái nhà nguyện đó làm xong, vậy thôi, không cần gì cả. Họ bảo thánh khác. Kỳ ở trên chỗ Sylvan cũng vậy. Khi tôi nói rằng là trên đây còn đang thiếu cái máy nước nóng và cái nhà vệ sinh, hỏi nhà vệ sinh còn bao nhiêu, đi cùng với một người chị em. Tôi nói cái nhà vệ sinh này khoảng tầm 30-40 triệu. Thì chúng tôi chỉ nói như vậy thôi. Và bắt đầu chúng tôi bắt đầu thờ phượng Chúa. Hưởng Chúa xong hồi cái người chị em nói: ôi cảm ơn Chúa, mình vui mừng đi, cảm ơn Chúa. Trong lúc mọi người thờ phượng Chúa thì tôi nhắn tin cho những người bạn của tôi, và thế là họ đã dâng được 30 triệu rồi. Rồi chúng tôi mừng lắm, cảm ơn Chúa. Rồi tiếp tục thờ phượng Chúa. Rồi nói chuyện chút xíu nữa cái: ô ngợi khen Chúa, có người dâng thêm 10 triệu nữa nè. Và cái nhà nguyện, xin lỗi, cái nhà vệ sinh trên đó có luôn hệ thống nước nóng, năng lượng mặt trời, đã giúp đỡ cho các con cái Chúa ở tại vùng đất đó. Chỗ sư Vân không có, có điện nhưng mà xài điện thì nó tốn kém lắm. Tại vì trên đó thì thường lạnh cho nên là phải có nước nóng. Và anh em ơi, cũng là một người không phải là hội thánh của chúng ta. Anh chị em tin trên đất nước Việt Nam còn nhiều người Macedon không ạ? Anh chị em có muốn là người Macedon không ạ? Xin Chúa ban phước để Tôn và chị em đều là người có cái lòng rộng rãi như người Macedon. Rộng rãi đây dân không phải là gì như những người khác, nhưng mà theo cái sức của chúng ta. Giả sử cái người kia dân 20 triệu, cái sức của họ 20 triệu đó không có, đối với họ không có là gì cả. Thí dụ như họ có 2 tỷ mà dân 20 triệu là không có gì cả. Mà chúng ta có 20 triệu mà chúng ta 2 triệu là lấy làm mệt mỏi rồi phải không? Đó là cái sức. Người đàn bà quá dân 2 đồng ăn 1 phần tư xu, Chúa nói người này dân nhiều nhất. Nhưng những người giàu bỏ tiền dư, đồng tiền nó vẫn có giá trị để chi xài, nhưng mà Chúa nói là người này dân ít. Tại vì theo cái tỷ lệ thì cái người đàn bà quá này dâng hết tất cả của để nuôi mình. Cho nên anh chị em ơi, quá sức của người Macedon đây có nghĩa là vượt hơn cái gì những gì họ có. Xin Chúa ban cái tấm lòng rộng rãi của Ngài vào trong chúng ta như là Ngài đã có ở trong người Macedon. Và người Macedon sẵn sàng để làm ơn, để giữ phần vào công việc giùm giúp các thánh đồ đang gặp khó khăn. Vì họ khó quá, khó khăn quá cho nên họ mới kêu cầu của chúng ta. Họ nhờ đến chúng ta. Như ngày hôm qua tôi định chia sẻ với anh chị em, có một tôi Chúa đang cần số tiền khoảng 2 triệu rưỡi cho đến 3 triệu để mua chiếc xe đạp cho con của mình để học từ lớp 6 cho đến cấp 3. Có nghĩa là trong vòng 8 năm đó, 7 năm đó. Phải không? Từ lớp 6 cho đến lớp 12 là 7 năm đúng không? Mà một chiếc xe đạp. Nhưng thật sự cho đến bây giờ tôi chưa nhận được một đồng nào của ai để dâng hiến cái đồng vào cái này cả. Nếu chúng ta đã có đây có 30 người, mỗi người dâng 100 ngàn đủ chiếc xe đạp chưa ạ? Đủ chưa anh chị em? Anh em 100 ngàn dâng đủ không? Dâng được không? Làm liền đi ạ. Đây là tôi muốn anh chị em có cơ hội để phục vụ Chúa đó. Nhưng mà thôi, không đặt ra cái điều kiện là như vậy để rồi anh em cảm thấy thôi sao tôi đi đến thờ vượng Chúa thôi, lúc nào cũng ổng cũng nói tiền bạc hết trơn này. Nhưng đây là cái cơ hội. Khi Phaolô nói với người Macedon thì Macedon lập tức họ quyên góp ngay để họ làm một cách dư dật. Cho nên tổng cộng ở đây là 6 cái điều Phaolô nói. Thứ nhất là trỗi hơn về đức tin. Thứ hai, trỗi hơn về lời giảng. Thứ ba, trỗi hơn về sự vâng lời. Thứ tư, trỗi hơn về sự sốt sắng. Thứ năm, trỗi hơn về tình yêu. Và thứ sáu là trỗi hơn việc nhân đức. Và khi tôi và bà chị em làm trỗi hơn thì Chúa cũng sẽ làm trỗi hơn cho chúng ta.
Chúng ta xem ở trong episode đoạn 3 câu 20. Chúng ta cùng đọc với nhau câu kinh thánh này. Tin vào trong lời hứa của Chúa và chúng ta thực hiện trong lời hứa của Chúa. Episode đoạn 3 câu 20. Xin bắt đầu. Và Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin và suy tưởng. Yeah. Một câu kinh thánh nữa ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9 câu số 15. Câu này tôi nghĩ là anh em thuộc đây. Xin bắt đầu. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xí kể. Một lần nữa. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xí kể. Khi chúng ta bắt đầu mở lòng ra để bắt đầu gieo thì lòng của Đức Chúa Trời cũng bắt đầu mở ra để đổ cho tôi và chị em. Phao-lô nói như thế này: Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng tôi tiếp tục để kêu gọi tấm lòng dâng hiến của quý ông bà chị em. Ngoài việc chúng ta có thể dâng hiến dùng giúp một chiếc xe đạp cho con của một tôi Chúa, và chúng ta có thể dự phần để có thể kéo được cái đường điện đến với hội thánh MO ở ngoài Quảng Nam mà chúng ta ngày hôm qua có cầu nguyện. Khi chúng ta gieo hạt giống 5 cái bánh và 2 con cá đi thì ông bà chị em sẽ thấy Chúa sẽ hóa ra có thể 5.000 người ăn. Và cái sự gieo đó nó tạo cái sự thúc đẩy để cho người khác gieo. Khi chúng ta bắt đầu gieo trong lòng của Đức Chúa Trời thì lúc bấy giờ Chúa cũng sẽ thúc đẩy người khác, họ bắt đầu họ gieo trồng. Chúng ta trở lại Cô-rinh-tô nhất 15 câu 58. Hãy đọc câu kinh thánh này và nói với lòng của chúng ta, nó phải thuộc về con. Câu kinh thánh này phải thuộc về con. Xin bắt đầu. Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng cho rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó anh em trong Chúa không phải là vô ích. Một lần nữa. Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng cho rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật, vì biết rằng công khó anh em trong Chúa không bao giờ là vô ích. Xin Chúa ban phước cho tất cả quý bà chị em bảo thánh của Chúa. Bây giờ tôi kêu gọi một cách chân thật, ai muốn giữ phần chiếc xe đạp? Dạ, chúng ta có thể dâng hiến ngay trong buổi sáng hôm nay. Và tôi sẽ gọi điện nhắn tin ngay cho cái người mục sư đó là gì? Đã có chiếc xe đạp rồi. Và bây giờ khi mà họ nhận được cái điều đó, họ vui mừng và họ ngợi khen Chúa, thì ngay tức khắc anh chị em được phước. Vì đó là lời hứa của Chúa. Hãy gieo như là cái lòng của người Macedoan, rộng rãi như lòng của Macedoan. Đôi khi chúng ta gieo, chúng ta sẽ thấy được rằng khi cái hạt giống nó chết đi thì lúc bấy giờ cái cây nó bắt đầu nó mọc. Xin chúng ta hãy làm ngay bây giờ anh chị em. Tôi muốn anh chị em để một cái phần dâng hiến riêng ở trong một cái hộp tiền dân của chúng ta. Dạ, chúng ta sẽ dâng hiến vào trong cái hộp này. Mà khi nhìn cái đồng tiền mà dâng, mà nếu mà dư hơn cái tiền đó thì chúng tôi sẽ chuyển qua để dâng hiến, để cái tiền kéo cái dây điện cho hội thánh MO ở tại Quảng Nam. Hallelujah. Cảm ơn Chúa Giêsu của chúng con. Hallelujah. Chúng ta sẽ chúc phước cho hạt giống này. Lạy Cha, trong danh Chúa Giêsu con chúc phước cho những hạt giống này, Chúa ơi. Đây là hạt giống của yêu thương. Và Chúa ơi, con tin rằng chúng con đang làm và làm trỗi hơn những điều mà Chúa Ngài mong muốn nữa. Con cảm ơn Ngài. Con tin rằng hạt giống này được gửi đến người anh em yêu thương của chúng con, đó là mục sư Bìm, mục sư Mang Bìm ở tại Phú Yên, cần một chiếc xe cho con gái của ông để học lại Chúa trong danh Chúa Giêsu. Con tuyên bố rằng tất cả những điều ông cầu nguyện đây được Chúa nhậm và Chúa Ngài ban cho chúng con 5 cái bánh và 2 con cá này để gửi đến ông, và Chúa sẽ làm phép lạ nữa. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Ngợi khen Chúa, cảm ơn Chúa. Con chúc phước cho những tấm lòng dâng hiến. Con ngợi khen Cha, cảm ơn Cha. Sự vinh quang thuộc về Ngài. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Tôi nhờ mục sư Liên kiểm tra giùm tôi cái phần tài chính này để chúng tôi có thể công bố trước hội thánh, và đồng thời sẽ chuyển cho mục sư Bìm. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.